Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 8 tháng 9 tại phòng giao dịch Tam Phước chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank ở khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Theo như camera ghi lại cho thấy, một nam thanh niên mặc quần áo màu đen đi vào phòng giao dịch. Tại đây, đối tượng giơ súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên ngân hàng, rồi xông vào quầy lấy đi một số cọc tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia quốc lộ 51, lấy xe máy đã chờ sẵn để tẩu thoát theo hướng huyện Long Thành. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra xác minh vụ việc và trích xuất camera tiến hành truy bắt đối tượng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã cướp đi số tiền khoảng 600 triệu đồng.